Thưa quý vị và các bạn, để nói về thời tiết thiên tai thời gian qua thì có lẽ rằng không từ nào khiến chúng ta dễ hình dung và phù hợp hơn hai từ, đó là dị thường. Đầu năm là hạn mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long, như là mưa đá, lốc xoáy cực đoan, rồi ngay sau đó là chuỗi những ngày nắng nóng khô hạn kéo dài chưa từng xuất hiện trong hàng chục năm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Hết nắng thì lại đến mưa lũ cực đoan, dữ dội bất thường tại Hà Giang hai ngày qua, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các hình thái thiên tai cực đoan nối tiếp nhau xảy ra trên khắp các vùng miền của cả nước. Và chúng ta sẽ cùng phân tích về các yếu tố bất thường này, cũng như các khuyến cáo đến người dân để giúp chúng ta có thể nâng cao nhận thức và cách phòng chống. Và chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, và trong những ngày qua thì chúng ta thấy rằng có một cái hiện tượng bất thường của thời tiết, đó là mưa lớn xảy ra trên diện rộng, đúng không ạ? Và đặc biệt là có những cái điểm mà nước đã dâng cao đến 250 mm. Theo ông, tại sao lại có hiện tượng như vậy? Như chúng ta biết thì các tỉnh miền Bắc bắt đầu mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 10 hàng năm, và trong đó thì cao điểm vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, đặc biệt là tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Và như vậy vừa rồi thì chúng ta cũng bắt đầu chứng kiến cái giai đoạn bước vào cao điểm của các tỉnh vùng núi phía Bắc, khi mà bắt đầu liên tiếp đón nhận những cái trận mưa lớn và cái lượng mưa rất là lớn. Thế thì mùa mưa năm nay thì bắt đầu từ tháng 6 thì những cái cơn mưa thì nó chưa phải là đặc biệt lớn, bởi vì cái hình thế gây mưa nó chưa hoạt động mạnh. Tuy nhiên thì trong cái khoảng độ đêm 20 ngày 21 tháng 7 vừa rồi thì cái mưa lớn đã xảy ra ở Hà Giang. Nguyên nhân chính chúng tôi đánh giá là do cái hoạt động của hệ thống áp cao cận nhiệt đới ở trên cao, có trong quá trình hoạt động của nó lấn mạnh về phía tây và đem theo những cái hệ thống gió đông nam ẩm kết hợp với lại cái gió tây nam ở phía vịnh Mediterranean thổi lên, hội tụ tại các khu vực tỉnh vùng núi phía Bắc, và trong đó tập trung ở các tỉnh Việt Bắc và Hà Giang. Do vậy mà vừa qua chúng ta nhận thấy ở khu vực này có mưa rất to. Riêng thành phố Hà Giang là cái lượng mưa mà đo được trong vòng 24 giờ là hơn 300 mm. Đây là một trận cái lượng mưa rất lớn trong vòng nhiều năm qua ở khu vực này. Có thể nói rằng trong 5 năm qua trở lại đây thì đây cũng là một cái trận mưa lớn nhất đến giờ. Vậy thì theo ông, tại sao lại có hiện tượng này ạ? Và liệu rằng trong những cái tháng tới đây, những thời gian tới đây thì cũng có còn những cái trận mưa bão lớn như vậy không ạ? Vâng, chúng tôi cũng đã vừa phân tích ở trên thì là hiện nay chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ cao điểm mùa mưa ở các tỉnh Bắc Bộ. Và do vậy trong tháng 8, tháng 9 sắp tới chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều trận mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nữa. Thế còn về cụ thể trong khoảng độ 2-3 ngày tới, chúng tôi nhận định khoảng từ đêm 26 tháng 7 và kéo dài đến cuối tháng 7 thì ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện một cái đợt mưa trên diện rộng. Và trong đó cái đợt này chúng tôi sẽ tiếp tục là nhận định là trọng tâm mưa sẽ rơi vào các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh như là Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu. Và có thể những cái cục bộ, có thể các khu vực này có những nơi sẽ lớn hơn 150 mm trong vòng 24 giờ và mưa sẽ kéo dài trong vòng khoảng độ 4 đến 5 ngày. Như vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ tiếp theo trong thời gian cuối tháng là sẽ rất cao. Do đó chúng ta cần phải có những biện pháp chủ động phòng tránh ngay từ bây giờ. Dạ. Theo ông thì tại sao ở cái khu vực miền núi phía Bắc lại có cái nguy cơ mà mưa cao, hay là những cái trận mà có thể nói là thiên tai nghiệt ngã như vậy? Hiện nay theo đánh giá thì rõ ràng là cái mùa mưa đã bắt đầu. Với cái hình thế gây mưa của chúng tôi nhận định đó là những cái hệ thống dãy thấp hoạt động mạnh, và sau tháng 8, tháng 9 là hệ thống giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh. Đây đều là những cái hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ, và kết hợp với là các điều kiện vùng núi cao thì sẽ sinh ra những cái trận mưa lớn. Và đặc biệt khi mà có những cái dấu hiệu về cái hoạt động của các xoáy thấp phát triển mạnh lên trên các độ cao khí quyển lên đến 5.000 m thì chúng tôi sẽ đánh giá là sẽ là cái nguy cơ rất cao gây mưa lớn. Và trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục phải đề phòng những cái hình thái trên và sẽ còn có thể lặp lại những cái trận mưa cực đoan. Dạ. Với những cái hình thái thời tiết mà chúng ta gọi là đối nghịch như thế này thì những cái hệ lụy, những cái hậu quả xảy ra sẽ là như nào? Chúng tôi quan tâm đến nhất đến cái vấn đề đó là về cái hiện tượng thiên tai là đa thiên tai. Thiên tai này nối tiếp thiên tai kia. Ví dụ chúng ta đã trải qua một cái trận mưa lớn rồi thì cái hệ thống thảm thực vật cũng như là đất đai đã có thể nó đã ngấm nhiều nước, và nhiều cái nguy cơ về sạt lở, lũ quét, sạt lở đất đã rất cao. Và tiếp sau đó mà có những cái trận mưa liên tục kéo dài thì cái nguy cơ đấy nó sẽ càng cao hơn. Đấy là những cái nguy cơ chúng tôi đánh giá là phải cần cẩn trọng nhất trong thời gian tới. Dạ vâng ạ. Bên cạnh những cái hình thái mưa lũ như vậy lại có những cái hình thái như là nắng nóng và khô hạn. Vậy thì theo ông đánh giá thì cái hình thái mà nắng nóng khô hạn trong thời gian tới sẽ diễn tiến như thế nào? Chúng tôi đánh giá là cái thời
thời kỳ cao điểm nhất của nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ thì chúng ta đã trải qua. Và trong thời gian tới, mặc dù ở các tỉnh Bắc Bộ cũng sẽ còn những cái đợt nắng nóng, tuy nhiên những cái đợt nắng nóng này sẽ được ghi nhận là sẽ ít kéo dài hơn so với tháng 6 hoặc tháng 7, và cái mức độ nắng nóng cũng không gay gắt bằng. Thế còn các tỉnh Trung Bộ thì hiện nay vẫn là đang trong thời kỳ nắng nóng. Nắng nóng trong tháng 8 chúng tôi nhận định là sẽ có thể có khả năng kéo dài nhiều hơn. Tuy nhiên so với các giá trị nhiệt độ so với tháng 6, tháng 7 thì cái mức độ nắng nóng sẽ không cao bằng. Và những cái hệ lụy nắng nóng thì như chúng ta đã biết thì rõ ràng là trong thời gian qua thì ở mực nước các sông cũng đã xuống rất thấp, hay là cái tình trạng nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Và cụ thể là trong các ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái trận cháy rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay là Thừa Thiên Huế. Đó là những nguy cơ chúng tôi vẫn phải khuyến cáo. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Quang Năng đã gửi tới khán giả những thông tin hết sức hữu ích và phân tích được những cái hình thái thời tiết và những diễn biến thời tiết có thể sẽ trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.